Cựu ngôi sao Man United, Paul Parker chỉ trích đội hình của huấn luyện viên Erik ten Hag và cho rằng chiến lược gia người Hà Lan xứng đáng bị sa thải nếu tiếp tục bảo thủ trong cách dùng người. Nếu cậu ấy, Rasmus Højlund, không ra sân đá chính trong trận gặp Brighton, thì tất cả người hâm mộ sẽ muốn Erik ten Hag bị sa thải và điều đó là rất chính đáng. Paul Parker, cầu thủ từng hai lần vô địch Premier League mùa giải năm 1992-93 và năm 1993-94 trong màu áo Manchester United, chia sẻ trên tờ Sportsbulletin. Cựu tuyển thủ Anh không đồng tình với việc huấn luyện viên Ten Hag tung tiền đạo Anthony Martial ra sân đá chính trong trận đại chiến với Arsenal hôm 3 tháng 9, trong khi để chân sút trị giá 72 triệu bảng Rasmus Højlund ngồi ghế dự bị. Ngay khi được vào sân thay Martial ở phút 67, tiền đạo người Đan Mạch đã thể hiện một cách ấn tượng và suýt chút nữa đã giúp Man United giành chiến thắng, nếu như pha ghi bàn của Garnacho ở phút 88 không bị từ chối bởi công nghệ VAR do lỗi việt vị. Đáng tiếc, Manchester United đã để thủng lưới liên tiếp hai bàn ở phút bù giờ 90+6 và 90+10, qua đó thất bại trước Arsenal với tỷ số 1-3. Rõ ràng thật lãng phí khi để Højlund ngồi ghế dự bị. Martial thậm chí không xứng đáng ngồi dự bị. Tất cả người hâm mộ Manchester United đều chán ngấy khi chứng kiến một cầu thủ có thái độ tệ hại như Martial. Thật may mắn khi cuối cùng Manchester United cũng có được một tiền đạo chơi đầy nhiệt huyết như Højlund. Nói về màn trình diễn của Højlund ở trận gặp Arsenal, Paul Parker cho rằng tiền đạo 20 tuổi đã tạo ra sự khác biệt lớn nhờ tốc độ và thể chất của cầu thủ này. Tôi không đồng ý việc mọi người đánh giá Rasmus Højlund dựa trên số phút cậu ấy thi đấu trong trận gặp Arsenal. Højlund đã tạo ra sự khác biệt rất lớn, cậu ấy xứng đáng thay thế Martial. Khi vào sân, Højlund đã dùng thể lực và đẩy Gabriel, suýt chút nữa khiến hậu vệ Arsenal bay ra khỏi Emirates. Martial chưa bao giờ làm điều đó, cậu ấy chỉ nằm xuống đất và khóc. Højlund bứt tốc với tốc độ khủng khiếp của mình, điều mà Martial cũng chưa bao giờ làm được, cựu hậu vệ Man United tuyên bố. Một cựu hậu vệ khác của Man United, Gary Neville, cũng rất ấn tượng với trận ra mắt của Højlund. Man United chưa có tiền đạo nào đá ở vị trí trung phong đúng nghĩa. Ronaldo là mẫu tiền đạo cổ điển, Anthony Martial và Marcus Rashford chắc chắn cũng không thể đá cắm, chỉ duy nhất Højlund là có thể đá tốt vị trí này. Rất tuyệt vời là cậu ấy vẫn đang học hỏi để tiến bộ từng ngày.